người phụ nữ lăn lộn khóc lóc, lột đồ trước cửa quán ba 900 trả chị 110.000 rồi chị đi về. Đã bảo là trả cho tao 110.000 rồi tao sẽ đi về mà nó không trả cho tao, người phụ nữ bán khỏa thân vừa khóc lóc vừa lăn lộn trên mặt đất. Vào tối ngày 28 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ lăn lộn khóc lóc trước cửa quán ba 900 trên phố tại hiện, Hà Nội. Mở đầu đoạn video là cảnh một người phụ nữ mặc quần sóc bò áo xanh là cây bị ba nam thanh niên được cho là nhân viên của quán bar khiêng ra ngoài bỏ nằm giữa đường video người phụ nữ lăn lộn khóc lóc lột đồ trước cửa quán bar 1900 trả chị 110.000 rồi chị đi về lúc này người phụ nữ nhanh chóng ngồi dậy chạy tới đôi co với nhân viên quán bar không trả chị 110.000 rồi chị đi về một người phụ nữ đứng ngoài nói vọng vào đòi người ta một rưỡi đưa trăm rưỡi rồi vẫn quay lại đòi tiếp sau một hồi to tiếng không thành, người phụ nữ bắt đầu lột đồ, nằm ăn vạ trước cửa quán bar. Đệ á bảo là trả cho tao 110.000 rồi tao sẽ đi về mà nó không trả cho tao. Được, vì tao không được uống. Tao không được uống. 11 cốc tao không được uống, người phụ nữ vừa gào khóc vừa nói. Người phụ nữ bán khỏa thân khóc lóc tới lạc giọng chỉ vì đòi 110.000 khiến những người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm không rõ sau đó vụ việc đi tới đâu nhưng đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận một số người cho rằng hành động của người phụ nữ thật kém duyên số khác lại cho rằng người phụ nữ vì quá say nên mới có hành động như vậy cư dân mạng để lại bình luận chẳng biết ai đúng ai sai mà lột đồ ăn vạ chỉ vì một trăm nghìn thì có đáng không thật xấu mặt chị em phụ nữ quá chắc chị này say quá không nhớ trời trăng gì nữa đây mà tỉnh lại xem đoạn video chắc xấu hổ tới mức muốn độn thổ quá. Men rượu vào là không kiểm soát được hành vi của mình luôn. Sợ ma men quá.